giờ đã lớn, tóc giờ xõa qua vai, mắt chẳng phải mắt biết em đây cũng chẳng cần thiết bông tai. Em thích anh từ bé, từ cái thời cấp 2, cứ theo đuổi anh mãi nhưng anh lại bảo em chẳng giống ai. Vì anh hơn tôi nhiều tuổi, lớn hơn tận đôi mươi, nhà anh thì ở xóm dưới nên tôi cũng bảo đi má gì dời. Anh có đôi tai đẹp, giọng nói lại càng hay, dáng người khôn ngô tuấn tú, tự nhiên tia nắng chiếu sáng mây mù. Anh như trăng soi sáng kia nơi không gian mây vút cao, tôi y như bông cỏ mây làm sao về tới anh đây. Anh như trăng soi sáng kia nơi không gian mây vút cao, tôi y như bông cỏ mây làm sao về tới anh đây. Anh xem tôi là cô bé, anh kêu tôi là con bé, tôi nay đã tròn 18, thử hỏi là anh tôi bé như nào. Anh xem tôi là cô bé, anh kêu tôi là con bé, tôi nay đã tròn 18, thử hỏi là anh tôi bé như nào. Năm nay tôi đã lớn khôn, tôi năm nay đã thiếu niên, còn anh xưa nay vẫn giống nhau, tụi lớn có khác gì đâu. Năm nay tôi đã lớn khôn, tôi năm nay đã thiếu niên, còn anh xưa nay vẫn giống nhau, tụi lớn có khác gì đâu. Ba em năm ấy hàng 4, má em thi lúc ấy hàng 2. Anh ơi anh đừng có ngại, lấy em về chút mã thanh mai. Nhà em có cả giường mít thái, trồng xanh thêm là dừa nhiều loại, em đây không có chất độc hại, nên anh đừng nói chữ gấp tay. Một với một là hai, em cùng anh vào ngôi nhà nhỏ. Con bò nó thích ăn cỏ, em đây chỉ thích có mình anh thôi. Em đã tính kỹ hết rồi, lấy nhau về làng ta mở hội. Thầy bói ông cũng đã nói, tuy mình lệ tuổi nhưng mà hợp đôi. Anh như trăng soi sáng kia nơi không gian mây vút cao, tôi y như bông cỏ mây làm sao về tới anh đây. Anh như trăng soi sáng kia nơi không gian bay vút cao, tôi y như bông cỏ mây làm sao về tới anh đây. Anh xem tôi là cô bé, anh kêu tôi là con bé, tôi nay đã tròn 18, thử hỏi là anh tôi bé như nào. Anh xem tôi là cô bé, anh kêu tôi là con bé, tôi nay đã tròn 18, thử hỏi là anh tôi bé như nào. Năm nay tôi đã lớn khôn, tôi năm nay đã thiếu niên, còn anh xưa nay vẫn giống nhau, tụi lớn có khác gì đâu. Năm nay tôi đã lớn khôn, tôi năm nay đã thiếu niên, còn anh xưa nay vẫn giống nhau, tụi lớn có khác gì đâu.